Ba mẹ có công việc nhưng mà nhiều thương nhớ cháu, nhớ cái con chạy về tắm. Có mà chạy từ Biên Hòa xuống đây là 2 tiếng, nhiều lúc xuống đi chơi gặp mấy đứa nhỏ có nửa tiếng à, là phải về vì sợ tối là ba mắt kém là ba không có chạy xe được. Ngày xưa là em cũng ở Biên Hòa lúc mà trước lập khi hát mà mình, tại vì mình không có cho. Bây giờ là nghe nói cho đi hát lại vui lắm, bây giờ là yêu chồng hơn, yêu chồng hơn đúng không? Đó. Đó. Cô lại có hai chị em, hai đứa con gái đúng không? Đúng. Bây giờ là mình ở có hai vợ chồng ở tuốt ở Biên Hòa lẫn cũng không gần con trên này đúng không? Vâng. Có khi nào cô cảm thấy là mình nó bị trống vắng quá, nó bị lạnh lẽo quá không? Trống vắng thì nó không có trống vắng, thì dù gì cũng còn hai ông bà. Dạ. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là buồn thì chắc cũng có. Thường người ta nói là con gái thì là sẽ tâm sự với mẹ nhiều hơn, sẽ hiểu mẹ nhiều hơn. Thế em ở xa mẹ như vậy thì em thấy như thế nào? Em có chạnh lòng không? Cứ chia sẻ thôi. Thật sự giống như chị bây giờ, chị lớn như vậy nhưng mà chị vẫn ở với mẹ. Ở với mẹ thì sướng lắm. Đó là một hạnh phúc. Dạ, ở với mẹ sướng lắm, không có gì mà sướng bằng hết. Tại vì do mẹ em thì chỉ sinh em với chị em thôi. Nhưng mà lúc nào em cũng nghĩ đến sau này là mẹ em, ba mẹ lớn tuổi, không có người nào mà ở gần để em phụ giúp á. Mà những lúc mà tụi em cần thì ba mẹ lúc nào cũng có mặt hết. Nhiều lúc ba mẹ có công việc nhưng mà nhiều lúc thương nhớ cháu, nhớ cái con chạy về tắm. Có mà chạy từ Biên Hòa xuống đây là 2 tiếng, nhiều lúc xuống đi chơi gặp mấy đứa nhỏ có nửa tiếng à, là phải về vì sợ tối là ba mắt kém là ba không có chạy xe được. Ngày xưa là em cũng ở Biên Hòa lúc mà trước lập khi lập gia đình thì em có sống với mẹ không? Có, hồi trước giờ em sống với ba mẹ, nhưng mà em là hồi trước là tụi em ở gần đây, ở Phú Nhuận luôn. Sau đó là tại vì bà chị em á là đi qua định cư bên Mỹ nên là ba mẹ cũng không ở đó nữa. Tại sao là có cái sự việc gì mà mình lại xuống tới Biên Hòa lắm nha cô? À, thật ra là Vi nó cũng không có biết nhiều, sau này á Vi nó mới biết. Dạ. Chứ còn hồi xưa là cô ở phường 8, cô ở đây quận Phú Nhuận luôn. Dạ. Vì ở trong một cái khu đất của gia đình cô, nhưng mà cách đây mấy năm thì cô có một cái biến cố lớn, nó ảnh hưởng trong cái công ăn việc làm của cô. Thành ra là cô không thể ở được. Thành ra là cô bắt buộc cô phải đi về lên trên Biên Hòa cô ở. Cô có thể kể cái biến cố đó là chuyện gì không ạ? Bà con cô biết cái biến cố đó không? Không, hình như là hai đứa nhỏ cô đều không cho biết hết. Lý do tại sao mình có con gái để tâm sự mà cô lại không cho con biết? Nói chung là con này lúc đó là cũng đi lấy chồng rồi. Chỉ còn con kia là cũng coi như cũng có ấy, nhưng mà cô cũng không muốn là phiền con hiểu không? Là mình làm thì mình nấy thôi chứ cô không có nói cho con biết. Tới khi là coi như là cô không trở tay kịp á, đại loại cái chuyện nó ập tới cô phải xử lý là cô bán cái nhà của cô. À, là cô ấy thì lúc đó cô mới báo cho con biết rằng là như vậy. Rồi cô mới dọn lên trên kia cô ở luôn. Khi mà em phát hiện thật sự là mẹ có cái sự cố để mẹ mới đi đó. Chứ nếu có chưa có sự cố đó cũng là chưa chắc là mình thì đã vẫn để đó. Dạ. Vẫn để đó thì em có tuy là không cảm ở. Xúc như thế nào? Tất nhiên là cái nhà đó hồi trước giờ là mẹ em sanh em ra em mở đó, cái nhà đó mà em rất là buồn luôn á, tại vì cái nhà đó là cái một cái nhà kỷ niệm tuổi thơ của mình với ba mẹ. Đúng rồi. Lúc đó mình có khi nào mình tự buồn tự trách bản thân mình là ồ sao mình hời hợt quá, mình không có chia sẻ được với mẹ trong cái giai đoạn đó? Có nói với mẹ điều đó không? Sao mẹ ơi, mẹ lúc đó mẹ không nói cho con nghe? Mẹ cũng có lúc đó là xong xuôi rồi mẹ mới nói. Thực sự lúc mà em về đó vẫn còn ở trong nhà đó, nhưng mà là cũng là bạn rồi, nhưng mà mẹ cũng giấu. Mẹ cũng không cho biết, em cũng không biết luôn á. Sau đó là em mới thấy mọi người xuống là mấy người gì người ta tới nhà cái em mới bỡ ngỡ ra. Từ lúc đầu thì em cũng hơi buồn. Nhưng mà thật sự cô có nghĩ rằng là mình ôm một mình như vậy nó khổ quá, mình phải chia sẻ với con chứ cô. Mình có hai đứa con hả, mình phải chia sẻ với tụi nó chứ. Thật sự ra mình nói đối với mình nuôi con là trách nhiệm. Dạ. Còn đợi mà nó phải lo cho mình. Con ơi,
nó còn chồng. Con hiểu không? Chứ nếu mà chẳng hạn như nếu nó là trong gia đình nó chưa có lấy chồng thì cô không nói. Bây giờ cô không muốn con cô, chẳng hạn ví dụ như nó cũng muốn giúp mẹ, chồng nó cũng muốn giúp, nhưng mà đương nhiên nhiều khi nó không có cái điều kiện cho lắm. Thí dụ mà mình làm như vậy nó cũng gánh không hay. Đúng rồi, dạ. Đó, thành ra là mình nghĩ như vậy thì thôi. Thì đằng nào cô cũng giải quyết mà, thì thôi kệ, mình giải quyết luôn. Tại vì cô đang nói về Thái thì con xin hỏi một chút xíu. Thì khi mà con gái mình quyết định là lập gia đình với một người cũng hoạt động nghệ thuật, mà Thái lúc đó cũng rất là nổi tiếng, xung quanh chắc là cũng có nhiều vệ tinh ha, nhiều rồi đi diễn như vậy, cô có lo không? Thái làm trong cái ngành này á thì cô cũng không ngại, bởi vì thật sự ra là ông cụ nhà cô cũng là nhạc sĩ, ra là nói chung là mình cũng có cái gen, thành ra với cái đó thì mình không sợ. Nhưng mà Tường nói đúng là cô cũng sợ. Theo như cô nhận thấy thì Thái của những năm trước, trước khi bắt đầu vào gia đình mình hoặc là mới vào làm rể nhà mình, và Thái bây giờ có những cái điểm gì nó khác nhau không cô? Khác đó. Thái mới vào thì đương nhiên là cũng có những cái đương nhiên là mình chưa hiểu nhau, thì đương nhiên cũng có cái nhìn đấy. Chứ hồi trước thì Thái nó còn ham vui, cái lúc mà nó mới lấy á thì là chắc hình như đi hát xong cũng không có chạy về nhà đâu, khuya rồi mới về. Khi mà có con bé Su rồi mà cô nói thẳng luôn. Sao cô biết? Lúc đó cô ở riêng hay ở chung? Cô ở riêng mà cô đâu có đúng ở rồi, chung nhưng đâu. Nhưng mà con bé này nó về chơi, rồi nhiều khi thấy ủa không thấy chồng nó thì mình cũng có hỏi chứ. Đó thì mới nói ủa sao không thấy chồng con đâu, thì là nó ở ảnh đi diễn. Mà đi diễn thì nhiều khi khuya quá thôi ở bên nhà mẹ đi rồi ấy. Nó mai nó rước mà mình thấy nó không qua rước thì thôi rồi ông mới đi chơi. Đại loại như vậy. Thì mình còn thấy như thế nào? Lúc đó cảm xúc của mình thì lúc đó là mình thấy chà, cái này hơi căng à. Hồi trước mình cũng nghĩ vậy đó, mình sợ đúng không? Cái đó là tập trước, coi như là những cái năm đầu. Nhưng mà bắt đầu từ chừng cỡ khoảng hơn một năm nay, từ khi mà nó chứng kiến được cái con bé Si xanh, cái con bé nhỏ này đó, hình như không biết cô không biết tại sao nó có sự thay đổi rất là ấn tượng. Tại vậy á, cô nhìn thấy rõ luôn mà. Con trước rồi vẫn chưa thay đổi. Chưa. Đến cái đứa sau cùng này. Đây, cái đứa đó là ông dứt khoát rồi. Dứt khoát kỳ này là không nhận đâu hết trơn á. Không nhận nữa. Qua theo dõi luôn. Là theo dõi. Có vào luôn. Phòng xanh không? Có vô luôn, vô, làm tùm lum ở trong đó luôn. Anh vô với em rồi từ lúc mà em chưa đau bụng, đến lúc mà em vỡ nước ối, sau đó là em xanh luôn. Mà anh nói là kỳ này nhất quyết là anh phải nhìn được mặt con ảnh. Chứ bây giờ ảnh con nhiều mà ảnh không được nhìn đứa nào hết. Thì khi mà ảnh nói là một người phụ nữ mà sanh cho mình một đứa con về chỗ sống đâu, trải qua biết bao nhiêu cái khổ vậy. Chính ảnh về ảnh cũng nói là ảnh sẽ không nhậu nữa. Anh nói với gia đình ảnh á, nói với mẹ ảnh á, nói với ba mẹ: mẹ ơi con kìa, con bỏ nhậu ở nhà, con không nhậu nữa đâu nha. Bà sự thật là khi anh nói là bà làm được luôn. Làm luôn á, trời ơi làm được luôn á. Mà chỉ luôn chẳng những như vậy á, mà ăn chay luôn. Mình không nghĩ Thái nó ăn chay. Tại vì nói thẳng luôn á là nữ nè, không mình nói nha. Là mình ăn cưa nó dễ, chứ còn nam thứ nhất là nó là trong giới á. Đi ra ngoài. Đúng rồi. Đi ngoài đường rồi tiếp khách rồi nhậu miệng bạn. Vậy mà nó giữ rất đúng nha. Vậy là chắc Thái có cầu nguyện cái gì đúng không? Dạ không luôn, anh đâu có cầu nguyện gì đâu. Tự nhiên tại sao ăn chay? Tự nhiên cái ảnh, cái đó là phải hỏi ảnh rồi, em cũng không biết luôn á. Cái đó mình phải hỏi, nhưng mà mình nhìn em có hỏi, nhưng mà anh nói là tự tâm anh xuất ảnh mà anh muốn vậy đó. Thương vợ à, những lúc mà ông nấu gì nè, ông có thấy là thương vợ không? Thương chứ. Mà thật sự luôn là trước đó mình ở với mẹ đó, thật sự là mẹ nấu không à. Mẹ nấu mấy cái món mà mình thích không à. Mà mẹ biết mình thích món gì. Mà có thời gian tôi ăn chay á bộ. Đúng rồi. Bà già bà về mỗi lần bà nấu cái món gì mà tôi thích á là bà khóc. Vậy hả? Tại sao bà biết sao khóc không? Sao? Tại vì cái món bà thích, mình về lâu lâu mình về mình nấu, má muốn nấu cho mình cái món mình thích. Ừ. Mình đi ăn chay. Nhà ai cũng ăn mặn, ai cũng nấu nhiều cho nấu mấy cái món mà mình thích đi. Tự nhiên nghĩ nó ăn chay tội nghiệp. Trời ơi, thằng con mình ăn chay thì ai ăn cái mấy món này. Nhưng mà có khi nào mà Vi nấu ăn là Thái cố tình chọc Vi, chê những món ăn của Vi nấu, có bao giờ Vi chạnh lòng? Vi khó chứ. Nhỏ có những lần mà mình chọc giỡn với bạn đó, chứ mình ăn thì khen thì mình ít cái khen lắm, tôi ít cái lời khen, chứ mà chê là mình cái gì mình giờ đâu mình chê đó, coi mới phải mắng chứ. Nhưng mà thật sự luôn là lúc đó khó chịu nha, nấu cho ăn mà chê lên chê xuống nữa. Nó ghét. Giận luôn. Giận á. Giận á. Bây giờ tôi nấu là gắp cái che là tôi giận liền. Đây
một hình ảnh mà phải nói là chưa bao giờ thấy hiện. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ca sĩ Dương Ngọc Thái vào trong bếp thể hiện tài năng của mình, cầm micro nhiều chứ cầm chảo chưa. Thế thì trong cái đoạn thời gian mà mình dùng cái từ chưa thức tỉnh đi nghe con, có bao giờ mà cô có chứng kiến, cô thấy, cô nghe con mình kể có những lúc vợ chồng xào xáo hay gây gỗ gì với nhau? Ngay cái lúc mà xào xáo thì chắc nó không có kể. Vậy là dậu. Không kể. Nhưng mà chẳng hạn như qua cái cơn đó đấy thì nó về nó nói, có khi Thái nó nói cô nghe. Thái nó nói với cô. Rồi cô mới làm việc với cô này. Là không phải tại vì chắc cô không có con trai thì cô cũng ưu ái một chút. Thấy mẹ quá thương anh Thái, chồng con luôn á. Con anh Tị. Thôi cô Bình. Thì cô nói là chồng con vậy cô với con đi tìm cho mẹ cái gì mà 10 trên 10 đi con. Con có được 10 trên 10 không, mà con biểu cái người đối tác với mình là phải 10 trên 10. Đúng không? Vợ chồng sống với nhau là thứ nhất là phải thông cảm cho nhau, biết nhường nhịn nhau thì mới được, chứ còn như vậy nói thì là chỉ hiểu được đấy. Nhưng mà nó theo ý mong muốn. Xong rồi. Trời ơi, đang còn khen con rể quý quá trời ơi. Ngon chưa? Đầy đủ chưa? Bây giờ là xuống nhận tiền thôi phải không? Tôm rim. Hai anh em làm. Wow. Sự chỉ đạo của Quốc Thuận. Cái này ăn với cơm trắng là bắt bá cháy luôn. Thì hôm nay là rất là vui được mời Quốc Định với lại các Cường đến nhà chương trình, mà thấy cái chỗ tài nấu một cái món mà trước giờ ít bây giờ xuống bếp, và khi mà mình nấu mình mới biết được cái công lao của người vợ với người mẹ nấu. Đó đúng rồi. Mình đặt cái tâm tư tình cảm của mình vô đây hết, đặt cái tâm mình vô đây hết, mình vô bị chê nữa là thua. Nó bởi vì tại sao chứ mình chê người ta. Chấp nhận. Đúng rồi. Vui thôi. Vậy hôm nay có được quyền chê không ta? Dằn mặt trước quá. Xem xét coi như thế nào đây. Mẹ mời cô. Rồi. Mẹ thử cái món này có nấu mẹ. Sao món chương viên sao? Rồi. Nó vốn. Rồi cảm ơn hai đứa. Dạ. Món tươi xanh rồi. Ngon. Vì thấy cái bữa cơm gia đình đó không? Rất là quan trọng. Đối với em là em rất là trân quý cái điều này. Hồi trước em ở với lại ba mẹ em á, thì lúc nào là mẹ em cũng nấu cho em ăn những cái món ăn vậy á. Nên lúc nào em cũng rất là muốn là sau này gia đình nhỏ của em cũng anh Thái anh cũng dành cho nhau gia đình nhiều hơn. Dạ. Thật ra người đàn ông ra ngoài bươn chải nhận show hát nhiều cũng vì vợ con đúng không Thái? Thật ra là như vậy con. Nhưng mà thí dụ mình ra mình cảm thấy nó đủ là nó đủ, bây giờ mình cũng là yên do mình hết. Vậy bây giờ mình sắp xếp lại được. 3 năm trước trở lại trước thôi, tôi là một người khác. Tôi là một người khác, bây giờ tôi là một người giống như mà bàn tay trắng bằng tay người ở trà đen vậy đó. Như vậy luôn á, tôi thay đổi một cuộc cách đột ngột vậy mà ai cũng bất ngờ. Đặt như đầu tiên mà thấy là rõ nhất là vợ mình. Đúng. Là vợ mình là sát cánh mình nhiều. Thấy mình rõ cuộc sống. Mà tự động Thái thay đổi. Từ lúc mình sanh đứa bé sau đó. Thế lý do gì hay là? Nhất lúc đàn ông mình lúc khi mà mình vô phòng sanh, như mình hãy mình nói, nó vô phòng sanh thấy vợ đại sự đau đớn, mang nặng đẻ đau, khi mình sanh con cho mình thì khổ cực như nào. Cái gì nữa là đến lúc đàn ông điểm dừng, chơi chúng tôi đốt điểm dừng. Cái tuổi mình dừng lại là mình nghĩ là thôi dành thời gian để lo cho gia đình là chính. Thật sự hồi đầu á là cô là không có đồng ý em đâu. Chưa có đồng ý em đâu. Vậy thì cuối cùng cô suy nghĩ, cô phân tích, nhưng mà phải có một cái gì nó chốt hạ là vì cái gì của Thái, tại sao mà cô đồng ý gả Vi? Cô thấy Thái là nó có cái thật, cái trong cái với nghệ sĩ thì nói chung là thường thường ta nói có tài. Có tài. Thì lại có thật. Dạ. Mà Thái thì lại không có cái điều đó là một. Với lại nếu mà là, bây giờ cô dùng cái danh từ là có tâm á, là nó sống biết chuyện là một, với thứ hai á là coi như là nó đối xử với con gái cô chân thành. Mặc dù lúc đầu cô cũng không hài lòng ngay, nói thẳng luôn. Dạ. Nhưng mà qua một thời gian là cô cũng tìm hiểu, nói thẳng là cô cũng tìm hiểu. Sau một thời gian đó thì cô mới chấp nhận là Thái là làm rể cô. Bây giờ là cô quá hài lòng rồi đúng không ạ? Bây giờ nếu mà hôm nay sẵn nói cô chốt luôn. Dạ, dạ. Chốt đó, cái vấn đề đó. Bây giờ có con ở đây. Dạ. Bây giờ hai đứa luôn, bây giờ mẹ nói. Nói chung á là những lúc mà con đi đâu hay gì đó, mẹ rất cảm ơn con. Dạ. Là con vẫn chẳng hạn như có cái gì đẹp hay cái gì đó con mua về cho mẹ. Dạ. Đấy, là mẹ rất cảm ơn. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái món quà mà mẹ cho rằng là nó có ý nghĩa nhất. Dạ. Mà mẹ xứng đáng nhận, và mẹ nghĩ là cái mẹ chấp nhận là con làm rể là không có sự sai lầm. Những cái thay đổi của con
là con hoàn toàn con vì gia đình, là một lo cho vợ, lo cho con, rồi là coi như là đúng là một nghĩa ở đàn ông chuẩn mực. Thì cái này mẹ nói đây là một cái món quà lớn, mẹ rất cảm ơn, và mẹ cảm thấy là cái quyết định của mẹ đó sáng suốt. Hay quá, hay quá, hay quá. Đúng là một cái bữa cơm mà nó thật là ý nghĩa, đúng không bồ? Đúng không đó. Và Quốc Thượng cũng bật mí luôn, sở dĩ có một cái bữa ăn ngày hôm nay và có một cái sự họp mặt ở đây, nó không phải tình cờ đâu, tất cả mọi thứ nó đều là có sự sắp xếp, và người mà đứng ra sắp xếp đó chính là người đàn ông của gia đình này. Còn nữa, hay có gửi cho Quốc Thượng hai tấm thiệp này, trong đây nó có rất nhiều tình cảm trong những cái dòng chữ ở đây. Cảm mẹ. À rồi, mẹ cảm ơn. Bố mẹ kính yêu, con cảm ơn bố mẹ đã cho con người vợ tuyệt vời. Vừa yêu thương chồng và lo cho con, mà còn giúp chồng và cùng sát cánh cùng chồng lúc khó khăn nhất. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con mong và cầu chúc bố mẹ sẽ nhiều sức khỏe và sống trường thọ với con cháu. Con yêu bố mẹ nhiều. Hay, mẹ cảm ơn con. À, có một điều cho cô xin phép với sẵn chương trình này. Cô rất cảm ơn. À, nếu mà không có cái chương trình này thì chắc có lẽ là cô cũng sẽ không nói ra được. Và cái gia đình này nói chung là nói gì cha mẹ con gái gì á, mà mình hiểu nhau hơn, mình nói ra được những cái điều đó là một cái điều đáng quý. Mà chỉ có khi mà có cái chương trình này thì mẹ con, bố mẹ thì mới có thể nói với nhau được. Cô rất cảm ơn một lần nữa. Mọi thứ thì có thể diễn được, nhưng về cái cảm xúc chân thành thì không thể nào có một cái bàn tay phù phép, hay không có thể nào mà chúng ta có thể diễn được hết. Tại cái nghề của tụi mình, đúng không, đều là diễn hết. Nhưng mà chỉ có những cảm xúc chân thành nó mới đi vào trong trái tim và đi vào trong lòng người thì mới bộc lộ hết tất cả. Anh ôn đọc thơ chồng. Không, thật sự là em mới đọc thư mẹ thôi mà em đã rớt rơi nước mắt kìa, tại vì rất là nhiều cảm xúc. Em chồng em từng hay nói em rất là mít ước, nhưng mà tại vì em cũng vậy. Chắc cũng đúng. Nhưng mà rất là đúng lúc để mà em phải rớt nước mắt, tại vì lúc nào anh cũng dành cho em những cái gì bất ngờ, giống như sự thay đổi của anh. Vợ yêu, chồng cảm ơn vợ rất nhiều đã hy sinh cho chồng và mấy đứa con. Sẵn sàng hy sinh công việc yêu thích, họ về hậu phương lo cho chồng và con, ủng hộ và đồng hành cùng chồng trong công việc và cuộc sống này. Hôm nay chồng xuống bếp. Không biết là sao. Em lại cảm xúc quá. Tức là tại vì chắc là cũng chưa bao giờ anh thấy xuống bếp hết. Nhưng mà những cái gì mà anh ấy làm cho em đều lúc nào cũng ghi trong lòng em hết. Hôm nay chồng xuống bếp là món bất ngờ cho vợ mới hiểu được sự khổ. Cái khổ của người phụ nữ như thế nào. Cảm ơn vợ. Chương trình rất là nhiều, thật vừa học ngày hôm nay rất là cảm động luôn á. Ngoài cái này, món quà này ra mình còn hai món quà bất ngờ nữa. Đừng có nói là giấy báo tình vui nha. Hồi nãy giờ là khóc lên, khóc quá gì khóc rồi đó. Mẹ, bố mẹ cũng như là tặng cho vợ trong ngày hôm nay. Khóc nữa hả? À? Không khóc nữa đâu. Làm cái gì vậy? Trời. Wow. Để tặng cho mẹ trước. Tặng cho mẹ cái loa lavender này mẹ thích. Rồi trời ơi, mẹ cảm ơn con. Có con hoa lavender với lại một cái món quà rất là ý nghĩa vui, ăn phước lộc thọ bằng vàng. Wow. Trời ơi. Rồi cái này là quá bất ngờ cái thấy ơi. Dạ. Chứ có gì mà thùng thùng với nhau. Ừ quá chắc đi, con gấu nhồi bông hay gì đó. Wow. Trời ơi. Wow, rất tuyệt đây nha.
tiền đâu, Hoa có tiền. Lộn, 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 lộn. Lộn, lộn, lộn. Đó, Hoa có tiền nha. Đó. Trời ơi, trời ơi, vui quá. Tự nhiên mở ra thấy Hoa cái mặt bả hơi bị sụ. Mặt hơi sụ. Có thấy tiền cái mặt nó tươi lên. Định hình lại. Su ơi, con thích ông Su. Rồi. Thích không, thích không? Rồi. Có lẽ là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay không phải hai vợ chồng này đâu, mà là cô Yến à. Và xin rất là cảm ơn một cái buổi mà nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Một cái bữa ăn rất ngon với những câu chuyện rất là cảm động, rất là dễ thương, gần gũi và tử tế với nhau. Thái cũng cho cái giờ của bác sĩ Việt Nam mình thì lúc mà nó không chịu ra. Vừa nghe tin là Vi Sanh là anh bay qua Mỹ anh diễn rồi. Nên là không có gặp nhau được. Nếu mà như vậy thì cái lần Sanh đầu tiên như vậy là nó sẽ rất là nhiều cái ký ức, nhiều cái sự uất ức được. Trời ơi sao biết vậy? Trời ơi, em nói thiệt với chị, lúc mà em rất là muốn chồng em chứng kiến được cái cảnh nào em đau đớn. Tại vì cái lúc đó em nghĩ tại sao phụ nữ mình thiệt thòi quá vậy. Sao khổ vậy, đau cũng một mình. Vô bệnh viện á, thì lúc đó em vỡ nước ói, lúc đó là em nhớ là 11 rưỡi đêm. Là ai đưa đi? Là chị Hai à, anh chị Hai đưa đi, tội lắm. Rồi đến khi nào thì anh Thái mới vô? À, mấy ngày sau. Mấy ngày sau mới về kịp hả? Mấy ngày sau anh mới về chứ anh còn cái show bên Mỹ đó, vì vừa mới quay qua Mỹ mà. Cái lúc Sanh rặn bao lâu? Là em rặn thì là em lúc đầu em không có biết cách rặn, cái bác sĩ cứ ở bên nước ngoài đã không biết rặn được nó tiếng Anh nữa. Hả? Nói gì vậy chị? Mày lúc đó còn chịu khó dịch. Trời ơi, rặn em. Mỗi lần mà chị Hai em cũng không có rành nữa. Thì chị Hai cũng nói thì ông nói cuối thì mày rặn đi. Nhưng mà ông còn nói dài lắm mà. Ý là ông sẽ nói cái giải thích cái mặt. Chị Hai em không có hướng dẫn nhà em, chị Hai em nói phút là rặn theo. Cứ rặn rặn lên đâu rặn xì lỗ tai không có ai gì hết. Em mới nói bây giờ mệt quá rồi. Mệt quá à, không rặn nữa đâu. Khi rặn không ra gì hết á. Ông nói không rặn ra, ông cắt á. Ông nói kè. Nè em hiểu ông cắt. Vậy vậy em. Cái em cũng ráng dạ, nó ráng đi bây giờ còn chút xíu nữa rồi. Cái lần em thấy cái của mình của em nó thấy cái đầu á, cái ông nói là ráng chút xíu nữa đó. Ông nói gì đó mà em chỉ nghe chị Hai nói là gán chút xíu nữa cái đầu rồi Vi ơi. Thế mà em tự vấy mấy hơi lâu ra luôn. Cảm giác mà mình vừa lôi em bé ra đặt ở trên người mình đi, lúc đó cảm giác nó như thế nào? Em khóc gì mà em khóc, ai nói gì em cũng khóc, mà tự nhiên hỏi ăn cũng khóc, hỏi gì cũng mệt em cũng khóc. Cảm như là mình xúc động cái gì đó mà cứ nước mắt nó đâu ra đâu sẵn ở trên đây nó tuôn xuống. Đó, nhưng mà thương lắm, không kiềm chế được cái cơn rơi lệ đó. Bà vậy đó, cô bác còn kêu khóc chứ. À, bà khóc. Cái phản ứng của anh Thái lần đầu tiên gặp không con gặp như thế nào? Trời ơi, rất là sung sướng luôn. Anh Thái anh bế con mà anh nói trời ơi ba có lỗi quá với hai mẹ con luôn, là ba không muốn là ba đi, nhưng mà vì công việc thì là bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào. Thì gặp em với lại anh với con nữa thì là anh càng là rất là xúc động á. Nhưng mà mình thấy lại khóc nữa, mắt anh trời nhìn thấy ổng cũng khóc luôn. Nhìn thấy ổng vô thì khóc. Nhìn ấy ổng vô nói giống phim vậy chị, mà nó có gì đâu thì đi thì vô thăm thôi, thường ngày thì có gì đâu. Thì mình thấy ảnh mình cũng xúc động, mà thì mình nói là hồi đó anh thấy không, tôi trẻ con rồi đó. Đó con không? Dạ con không? Tôi giỏi ghê. Như vậy thì tới đứa thứ hai là anh Thái được trực tiếp coi đúng mình rồi. Xanh. Thứ hai là Vi nói là những mặt là phải vô chủ đề nha, không có lạc chủ đề nữa, là bây giờ là phải vô thăm con. Vô Sanh với con chứ không có để một mình tôi nữa, buồn lắm. Đó, sau đó là bác sĩ nói là bây giờ khoảng đợi khoảng mấy tiếng nữa là đợi nở ra thì mới lấy được em bé ra. Thì chồng em cứ đi quấn sắn em Sanh, mà tưởng nhỏ ông Sanh, ông cứ quấn xuồng, ông đi vòng vòng. Rồi không, ông quay YouTube, ông nói hello cả nhà đó, mình đau đớn mặt như quỷ vậy. Thôi vợ mình đau thì thôi, em ơi đi, thương em đi. Tôi quay nè, cái nhà thấy không? Đỡ tôi không xin. Trời ơi, còn YouTube kìa, còn YouTube á. Anh thấy không? Anh thấy một hành động của anh mà đã lưu truyền hậu thế. Bây giờ trên YouTube vẫn còn hình mà, con người ta. Tôi nói là khi nào đẹp để đẹp, đã vô nó son rồi nọ kia. Em còn nói anh Thái nè. Em biết, em nói em cho anh quay, nhưng mà em cho anh coi kịch bản này trước. Ví dụ như khi mà anh coi nè, trong mấy cái clip này mà vợ người ta Sanh á, rồi ta ôm nha, nhớ nha. Bà cũng tính toán với dự án cái gì?
mình mới đi trước cái mình phải nhớ nhà trước đại đó dây đó là thì mình phải coi trước tại ông này ông quê lắm ông có biết gì đâu mình phải nói là anh nhớ coi cảnh này nè đó thấy không thấy hai chồng thấy yêu nhau nhớ nha biết rồi ha hay không phải biết rồi tôi không coi mày ra đâu tôi chào cái này tôi biết rồi thì nghĩ sao lúc em sanh ra em tì bà muốn chết luôn ông thấy em đẹp em kêu ghê quá ghê quá ông nói gì đó bác sĩ kêu cắt kêu thái vô cắt em hả cắt ở đâu cắt hả không cắt đâu ghê quá cái bác sĩ đâu cắt hả ông đâu có sợ quấn lên hết rồi mà ủa thanh ơi anh thái đâu em bé lên rồi em thái có em nói chung kìa anh thái nói em sợ máu lắm buồn cười quá hên là ông không xỉu đó chị có nhiều người á có nhiều ông chồng thấy máu vợ ra máu nhiều quá xỉu đúng có rồi sao cái quá rồi trình buồn mình... rồi buồn hả rồi buồn giận rồi không? Rồi nói thái đâu kêu anh thái đứng bên kia rồi chị kêu anh qua đây còn lúc đó còn cái hơi ra nói kêu anh qua đây đến chụp hình đến chụp hình qua đây để chụp có nghĩa là bởi còn nước là còn tát vớt được bao nhiêu là vớt kêu anh qua đây lúc sau là anh mới lại nói vậy thôi anh hùng vậy thôi đó để anh đi chỗ khác nữa cái anh đứng bên còn ông luôn ông không qua bên luôn cái ông quay qua ông nói trời thì ghê quá kêu mai lại cho kỹ nha mai lại cho kỹ nha dễ sợ luôn á ủa mắc cười quá Petito siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu dành cho trẻ biến ăn. Như vậy thì bây giờ mình chuyển qua cái giai đoạn là mình chăm con đi. Mình nuôi con bằng sữa mẹ đúng không? Dạ em sanh thì em cho uống được 3 tháng à. Ừ. Sao mà em bị tắc sữa? Thì vì em bị cái kiểu vậy như là nói chung là bị áp xe á. Bị tắc tia. Trời ơi và má chồng em rất là tội. Cái mẹ chồng em mới dắt một cái thao nước nóng được nóng mà mẹ chịu phóng tay luôn chứ. Đã vậy được còn vừa nóng mà còn mẹ bóp một cái một lần mẹ bóp cái con mắt em trở lên nè. Em mẹ nói đáng gì con. Ghen cái kiếu mà con thấy không chút chiếu đâu mẹ ơi chào lắm á cái khúc lần á là em mới nói anh ơi giờ á anh giúp giùm em bây giờ á anh lấy cái đồ nấm sữa ha khi mà anh để tay nãy giờ em vắt hoài mỏi quá cái ông nói vậy hả rồi đưa vô đây rồi đưa vô đây xong rồi cái ông dắt như bò mà em nói thiệt với chị nha em nói nào mấy mình nhẹ nhàng xíu được không ông nói anh ơi tôi cũng thấy dần nhẹ dân gia trưởng tình nhưng mà anh nói anh thương con lắm thế là nhưng mà anh không có nghĩ tới vợ anh không có nghĩ tới vợ anh tưởng tượng cái mặt ông đấy đó mà mình vừa đau mình nghĩ là gì nè anh thương con sợ anh con chết đói mà lúc đó em vừa mắc cười mà em đúng rồi vừa mắc cười mà vừa đau ông dắt ra nó đỡ ông dắt nó đỡ rồi khỏe hay ngực em nó ấy lại rồi là lúc đó là em nói thôi không cho bú nữa không cho dắt nữa chứ ghê quá chứ nhìn thấy cái mướp luôn á bây giờ mình qua tới giai đoạn cho con ăn dặm đi có gì vui không ăn dặm thì nói chung là cứ đúng ra 6 tháng là em cho ăn lúc đó là về Việt Nam rồi đúng không về Việt Nam rồi mà nó ăn uống nói chung là bé đầu tiên nó ăn còn được còn bé thứ hai là không ăn luôn mà nó ăn là nó làm mấy sao nhè ra mà nó khó khăn lắm em cho đứa thứ hai vợ chồng có thống nhất với nhau trong cái vấn đề chăm con không trời ơi nói chung là mỗi lần mà nói về con là ăn là gây lộn thôi mà ông gây lộn với anh thấy là anh rất là muốn là con mình phải giống người ta nè anh thấy em làm đủ trò đấy em phải cố gắng lên chứ em phải làm sao mà cho con ăn được chứ anh đi làm biết bao nhiêu công việc rồi đây là công việc của anh là hát này nó mệt cũng chết luôn à đi cũng xa anh về anh muốn con ăn anh à em để ra nó em sanh con em còn cảm muốn giác nhiều hơn anh nữa còn mà. Tại sao anh cứ anh bây giờ nè ok em không có lo cho con ngày hôm nay em giao cho anh biết gì chứ lão biết gì cho giao tôi đâu biết ai cho ăn sao nó thì đó thì anh cứ cho nó ăn đi thì lỡ thì con nó ăn không nên như em nói có thiệt không khi mà em giao cho ảnh cho con ăn rồi con có ăn không ăn luôn mà chị muốn hỏi là tại thời điểm đó các cái thông số về cân nặng chiều cao đó bệnh lý của con em bình thường không thực sự là em ở chung với mẹ chồng thì mẹ chồng muốn là gì cứ mà con phải nặng cân rồi cứ đi ra ngoài thì người bé nào nặng cân thì là bé đó mới là giỏi bé ngoan á bé ngoan á mặt thì bởi vậy là cũng phải chịu cũng theo mẹ vô phong mẹ dụ giống như tắm cả giống như là hai mẹ con mà chơi tắm vậy đó
cho nhỏ ăn mà khóc. Trời ơi, mày khóc luôn, cứ đút 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 vô. Ác ghê. Ác ghê. Mà thấy tội quá, nhưng mà thôi, cũng hơi tráng cháo đúng, rồi. Đúng, đúng. Bây giờ 6 tuổi nó không nhìn tráng cháo nó... Như vậy là tới đứa sau là có kinh nghiệm hơn đúng không? Đúng rồi ạ, em không ép em cháo nó con nữa. Em nói thôi con ăn ăn được ăn. Thì ví dụ nó thích ăn gì trong cái bàn, nó ăn ngồi ăn mình gì đó. Đó, đã ngộ ra rồi. Đã ngộ ra rồi. Đã ngộ ra rồi. Vậy thì bây giờ Từ là một cái người mà rất là năng động nè, đi hát trước khi mà lấy chồng nè, rồi đến khi mình lấy chồng mình ngưng mình mà không đẹp hát nữa. Là mình đã bỏ đi một cái niềm đam mê của mình rồi, rồi sanh con rồi mình thay đổi về ngoại hình nữa, thì những cái vấn đề đó nó có làm cho em bị stress không? Hai chị thấy em là cũng đã năng động như thế nào rồi. Nhưng mà khi mà em là người rất biết chấp nhận cái hoàn cảnh, và cuộc sống, thích nghi liền, là em không có bị cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là bị cảm giác như là bị stress nhiều. Nói chung là mình lấy lại được cân bằng rất là nhanh. Dạ. Cho hỏi một câu là sau khi tụi nhỏ ra đời, cái câu chuyện bỉm sữa để qua một bên đi, đứa nào khều, đứa nào trước để quay trở lại hoạt động bình thường của hai vợ chồng? Nói chung là em thì nói chung là em khều là khều gì ta? Sinh hoạt vợ chồng đó. Ý là chị đang nói là chị hỏi là ai là cái người order trước, ai là người đưa ra anh Thái đề nghị trước? Anh Thái hả? Mà lúc đó em sẵn sàng chưa? Không, em đây là em chia sẻ luôn thật sự là khi mà lúc mà thời mà em xuân sắc á, thời mà còn yêu thương nhau, sao có chuyện đó nó dễ sợ lắm. Mà sao mà mỗi lần mà tới cái chuyện mà bây giờ á, nên anh nói là anh thấy em không có sẵn sàng về cái việc này đúng không? Hình như em có cái gì nó không phải, em thương anh lắm á, em yêu anh lắm á. Nhưng mà bây giờ cảm giác một feeling giống hồi trước thì tại sao có? Thì anh nói vậy là em không thương anh, nó không phải. Thì anh sẽ ai đồi vậy, không phải đâu. Tại vì á, làm do là anh ơi, cuộc sống á là ngày mai em dậy nè, con hôm nay đi học á, thì ai chở rồi con ăn uống làm sao, rồi hôm nay hai bên sao, nó vậy đó. Nói chung anh thấy lúc đầu chị không hiểu cho em. Một trong những cái thử thách rất lớn cho các anh trong giai đoạn này đó là cái nhu cầu của anh không hề giảm, thậm chí nó có dấu hiệu tăng. Tại vì cái tuổi của họ, cái tuổi họ là cái tuổi phụ nữ sinh nở, mà nếu như theo cái gọi là cái sơ đồ tuổi thông thường á, thì lúc phụ nữ sinh nở là cái lúc sung mãn của nam giới. Và cái nhu cầu của họ, họ không bị ảnh hưởng bởi các cái biến đổi từ bên trong, các cái hormone mình mang bầu nè, rồi mình sinh ra nè, mình bị cải tổ cả một cái cơ thể, cho nên việc phụ nữ không sẵn sàng là chuyện đương nhiên. Nhưng nam giới thì họ rất ổn định về phong độ, và đây là lý do mà các anh có thể là sẽ có những cái gọi là những cái lầm đường lạc bước trong giai đoạn này, thì dĩ nhiên là không nên. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là phụ nữ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái giai đoạn này của nam giới để phòng ngừa. Ở đây là vừa giúp họ mà vừa giúp chúng ta. Có điều là nam giới cũng nên lưu ý điều này để bản thân mình thông cảm cho vợ. Nhưng cái quan trọng là này, là mọi thứ nó đều có giới hạn. Thực ra mình phải tự cải tổ mình á, tự cải tổ từ bên trong, từ nội tiết cho đến suy nghĩ, cho đến lối sống. Nhưng mà trước tiên là khỏe rồi cải thiện nội tiết. Và em nghĩ là do sức khỏe của em á. Do sức khỏe của em nghĩ là qua hai lần sinh nở thì Vi bị ảnh hưởng về sức khỏe rất là nhiều. Đúng rồi, đâm ra là phải vừa chăm hai đứa con nhỏ nữa. Cho nên là không có còn một cái gọi là tâm trí nghĩ tới những cái chuyện đó. Cơ bản là chúng ta nên thông cảm lẫn nhau. Ổng có tật xấu gì không? Tật xấu của anh Thái thì anh Thái nóng tính lắm. Chứ là anh Thái là có cái tật là thường hay là nói về con ảnh, anh thường hay thương con á, mà thương cái kiểu mà dạy như là quá trời quá đất luôn. Ví dụ anh chiều con mà anh nói mình á là cha là mẹ là mình không có chiều con á là mình nói nó phải nghe. Mà hôm nay con ăn cái gì? Con ăn gì? Nói thì hôm nay con ăn, em làm cơm cho con ăn cơm đi con. Không thì tao mua phở rồi. Hiểu chưa lấy phở cho em Thủy ơi, lấy phở, mua phở cho em vậy. Con ăn cơm à, phở nha. Thôi con phở nghe, tao ăn cháo không. Mà điên, đang điên ở đây ngồi, đang ngồi ở đây đấy. Rồi món gì nữa? Hả? Muốn món gì nữa? Bây giờ tôi nói anh mua nguyên cái menu cho nó luôn đó. Nó không ăn đâu, nó muốn làm bào. Xong rồi cái làm kêu, em không biết gì hết, mình phải thương, mình phải hiểu con, thấy không? Anh mới dạy tôi, nói tôi sao? Nói tôi là mình là cha, là mẹ, mình đừng kìa. Thôi, cái hai người cãi nhau, đứa nhỏ lòi giữa. Rồi vậy. Thôi, mai mốt nhớ, đi chỗ khác cãi. Nói chung là thực sự là những cái anh Thái là người rất là thương con luôn á. Và anh rất là sợ con thương mình bị sai. Bị sai mà anh không có nhận ra anh sai. Anh nói em không à, anh nói anh phải làm cái ghê lắm. Ra hộp gia đình làm cái em là phải vậy. Thì mình nghe, thì ngồi nghe, nhưng mà
mới nói tiếng trước tiếng sau là anh thấy làm gì là không được. Nhưng lại mỗi lần em dạy con, em xin anh là cho em dạy con một cách đàng hoàng, cái em đang dạy nó canh nhảy vô à. Nhảy vô ngầu chi vậy? Vô dùng dạy nó, dụ nó đang hư cái vấn đề gì đó thì mình nói là con đừng có làm vậy này kia kìa, em nói thì bà cũng vậy đó bà cái gì đó. Thì bà cũng vậy đó bà cái gì đó. Tội đi rồi lấy nghĩa. Bà nó đang nói vậy. Trời ơi, mình nghĩ trong đầu thôi thì cái mấy em cái mình mắc cỡ mình nói, cái nó kêu đó mẹ, ba nó mẹ. Cái mình đứng hình bất năm chi. Mày quay mình kêu em biết rồi. Lát nữa lên lòng nói chuyện được không? Anh đừng đứng đây nữa. Xong rồi cái em nói, thì anh nói vậy thôi, xin lỗi. Lên lầu. Còn anh lỡ, lỡ đó. Nhưng mà lỡ nó rồi. Lỡ nó rồi. Rồi ngoài cái tính xấu đó là còn cái tính nào khác không? Anh Thái có hay giúp đỡ Vi trong cái vấn đề làm công việc nhà không? Tôi định gật là tôi đã tư tưởng là chị Lan nói là có giúp đỡ trong cái vấn đề là lo em bé thì còn được, chứ giờ việc nhà thì never. Một số mà tính hết một số. Anh nói là ủa mình là đàn ông là mình phải cho phụ nữ làm chứ thôi, còn anh là chỉ có camera thôi, với lại ảnh được cái là con ảnh là tả rồi này nọ tắm rồi nó là ok, nhưng mà đừng có con là ảnh có việc nhà đúng rồi. Đừng có mà rửa chén hay là anh lau nhà là anh không làm đâu. Có thể là một là anh làm không tốt. Mình kêu, ví dụ mình nói anh thương em mỗi lần ăn xong được chén xuống cái bồn cũng được. Thế là mình tập quen thôi, không cần cái chén cũng mới. Nhưng mà giờ đâu. Thôi, giờ mình thấy cái phần việc ông đóng góp ở trong cái câu chuyện là chăm con là cũng coi như là đúng rồi, là ok rồi, giải quyết được nhiệm vụ gia đình rồi. Thấy tả đồ là tối ngủ là thiệt sự là hay lắm. Nhiều lúc mà nửa đêm 3-4 giờ sáng Vi cũng mà ông kêu ông dậy kêu làm gì vậy? Thay tả cho con. Thay tả con sợ đái, tội nghiệp nước ướt. Cái ngồi thay tả đã qua nhờ đâu ngủ đi. Ôi, tội nghiệp lắm, ngồi thay cho nhỏ nhỏ đang ngủ. Trong lúc đó thì cho ông làm đi, mắc chứ. Thôi em đâu có làm, đúng rồi. Em đâu có làm, ý là đừng nói câu đó đi. Không kể, em nói gì thôi, mà con không mắc cái kêu nhỏ vợ gì đâu hả? Không thương con. Ờ đó vậy đó. Không mai mốt cái mẹ ổng không làm, mà ổng đội thừa mình á. Rồi bây giờ mình có cái điều gì mình nhắn gửi không nào? Với nguyên một cái hành trình dài như vậy là Vi muốn nhắn gửi cho ai? Ví dụ những người đã xuất hiện trong cái thời gian thai kỳ của mình nè, hay là ông xã mình, những cái tâm tình mà mình muốn chia sẻ. À thì Vi cũng xin cảm ơn thứ nhất là anh chị hai, là cái người mà đã giúp cho Vi sanh đứa con đầu tiên là bé Su. Thì em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, tại vì nhờ có anh chị thì là đã hướng dẫn cho em ở một cái đất nước lạ, đã thương yêu. Và trong cái quá trình mà em bầu bí như vậy, em cảm ơn anh chị hai rất là nhiều. Con cũng xin cảm ơn mẹ, đó là mẹ chồng đã lúc mà Vi sinh đứa thứ hai thì cũng đã ở bên con. Rồi ba mẹ chồng có qua bên Canada để mà cùng với con trong cái quá trình mà con cũng là bầu bí đứa thứ hai. Và người cuối cùng là cũng rất là đặc biệt, đó là đại ca của em á. Đại ca là em cảm ơn đại ca, nói chung là nhờ có đại ca mà em sinh được hai đứa. Qua chương trình này em cũng muốn là nhắn là em cũng cảm ơn anh rất nhiều về những cái tình cảm mà anh đã dành cho mấy mẹ con. Và em cũng mong là lúc nào gia đình mình cũng được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Xin được cảm ơn Vi, cảm ơn những cái câu chuyện rất là... Thì đứa thứ hai anh... Đứa thứ hai thì anh lại rút kinh nghiệm. Anh lại rút kinh nghiệm, không phải kinh nghiệm gì hết trơn á. Đứa đầu là mình canh á, canh suốt luôn á, mình canh tới ngày đẻ, ngày sanh mình. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó mình như là không cho mình gặp sao á. Mình vừa bước lên máy bay là ở đây sanh. Còn đứa sau là mình biết rồi, mình tới ngày đó mình nghĩ mình không nhận xô tuần hay tuần đó luôn, mình đỡ là mình canh luôn. Là mình dính thôi. Thì đứa sau mới là mình thấy mình đúng nghĩa là mình là ông bố, là đón đứa con chào đời. Cảm giác trong phòng sanh mấy đứa có được cảm giác đó không? Em được vô chứ. À ha. Em tái mặt luôn. Thiệt, mình nghĩ là mình mạnh mẽ lắm. Em không sao đâu em, lẹ mà, vợ em sanh thường. Không sao đâu, lẹ mà, cố lên em, cố lên em. Rút. Nè nè, xong rồi nè, ra nhìn mấy bé nè. Em ơi, nó ra rồi. Thật sự là cái mặt em không còn một giọt máu luôn. Tại vì em khá là nhát. Em quay qua em nói trời ơi, vì sao mà là nó đỏ lét mà làm trời xót cho vợ mình. Đó là anh là cũng là ở trong phòng sanh bên cạnh anh với chị hai anh, là lúc nào cũng túc trực bên vợ anh. Rồi anh có cắt rúng không? Cắt rúng luôn. Anh là người cắt rúng, tại vì ở nước ngoài cảm giác đã lắm. Có những người ông bố thực sự không có được cảm giác đó. Em công nhận với anh là khi mình chứng kiến vợ mình sanh là mình thương vợ mình nhiều hơn, đúng không? Đúng, chính xác là như vậy. Thương vợ mình nhiều hơn tại mình thấy cái vợ mình có bầu rồi, mang nặng đẻ đau, lúc là sắp đẻ cũng bị thành, rồi lúc sanh như thế nào, thì lúc mình thương vợ mình nhiều hơn. Em không biết là anh thấy có nhớ cái lúc mà rặn đó, nó có một cái hình ảnh này thiệt sự là em không bao giờ em quên. Có một cái cô hộ lý hộ sinh đó, cổ đứng vậy nè, cổ nhỏ con lắm, bà mẹ nằm vậy đúng không, cái cô chỏi nè kê lên bụng vậy chị, xong rồi đu lên vậy nè. Ủa
Đặng nó không chịu ra đó là lấy hai cái tay nè, ép vậy nè, để kê cái bụng trên vậy nè, hai cái tay để vậy đó, rồi thở đi, nhấn nhấn cái hồi mình nhìn xuống trời bà hỏng chân lên luôn. Đặt lấy hai cái tay này nhấn nhấn mà đu người vậy nè đó. Trời ơi, ra là một xứ lạnh. Em nghĩ là sinh vào cái dịp mùa đông không anh? Đứa đầu là sinh vào tháng 10 là mùa đông, và đứa thứ hai sinh vào tháng 5 là không mùa hè. Mùa hè rồi hả? Ừ, đứa đầu thì mùa đông thì lạnh lắm. Mùa đông mỗi lần mà nhìn bên đó mà mình ở Việt Nam mà bà nhìn tuyết rơi rồi kia nọ mới cứ điện thì bà khóc lóc, bà nói trời ơi thấy chồng ta đấy ha, mà đây có mùa đông mùa điếng mà đi vòng về bà mà mong là gặp chồng, mà giờ chồng ở đây tu tăng tung tăng. Các bé có dễ chăm không anh? Bé nhà anh thì bé gái nó cũng đỡ, như là anh thì bên Việt Nam thì mình ngày mình đi hát, mình đi làm công việc nhiều, còn bên Canada thì mình chỉ đi làm cuối tuần thôi, mà nên là đầu tuần mình rảnh, mình có thể mình thay thế vợ mình, có thể mình chăm lo cho vợ mình, thế giờ thay tã, cho pha sữa thầu rồi hết luôn, đồng bà chăm con sao anh chăm vậy đó. Hay quá vậy anh ta. Đi anh cũng biết làm hết. Em thắc mắc là không biết anh có kiến thức sẵn hay là tới lúc đó anh mới tìm hiểu, anh đọc trên mạng. Anh lên mạng anh cũng tìm hiểu thôi một phần, với lại vợ anh cũng chỉ cho anh. Ví dụ là mỗi lần đó cho nó bú xong mình phải để đặt lên vai nằm vỗ cho nó ở cái thức suốt đêm đó vậy đó. Vợ ngủ xong tới chồng, chồng ngủ xong tới vợ, hai vợ chồng thay phiên nhau. Vậy là cái khoảng thời gian mà anh ở bên Canada là anh sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc con hơn. Đúng rồi, là ở Việt Nam. Từ thứ hai đến thứ sáu là mình rảnh lắm, chơi với con đâu. Cái đó mình vui lắm, cái đó giống như là mình hưởng thụ vậy đó. Chăm sao? Chăm vợ chơi con sao? Anh ví dụ xíu được không? Có tuyệt chiêu không chị? Đúng rồi. Để đây tụi em học hỏi nữa chứ. Hai đứa có con rồi mà hỏi gì nữa. Hỏi để học thêm anh. Trời ơi, đường học là đường đi cả đời. Mà con em là con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai, em. Trai luôn. Bởi vậy hai đứa kiếm đứa con gái nó đi. Thôi em mê con gái lắm nhưng mà chưa được. Con gái đi, em thấy con gái cảm giác đã lắm. Con gái thì nó thương ba lắm. Quấn bà lắm, cưng nhiều lắm, cưng lắm. À, mình nhiều cái nó dễ thương mà mình thương với nhảnh nó làm điệu làm đà lắm, mình cũng đáng yêu lắm. Bởi vậy sau này á nha, ngoài vợ ra chắc cái người mà là ảnh sợ nhất là đứa gái đó. Mà vợ mình lúc anh mà đi đâu xa mà đi, mà đi vô ở Việt Nam hay là chồng Việt Nam mà anh đi hát về mà hơi gì muộn hay là đi chơi với bạn bè là điện thoại là thế, điện thoại cũng là đứa nhỏ đưa nó đưa con nói chuyện chiều đó. Nhiều khi mẹ không gọi đâu, đưa con cho con gái ba gọi kêu ba về đi. ba về đi con ngủ không được là phải về thôi. Cỡ nào cũng phải xách đi về, giờ làm sao mà bỏ con mình được. Hai bé là anh chăm hết luôn rồi, tất cả mọi thứ là anh nó đơn giản luôn hay là sao? Là con của anh á là từ cái quần, cái áo, đôi giày, đôi dép là anh là người lo hết. Anh đi nước ngoài á, anh muốn mua đồ cho con nước ngoài là anh mua, là anh chỉ nhìn thôi là anh biết cái đó nó vừa cho nó rồi đó. Quần áo rồi kia là phụ nữ là tả thế này bên đây đó rồi, còn mình quần áo của nó rồi anh mua, anh thích vậy đó. Có mua cho vợ không? Có chứ, vậy thì lúc bản ganh lắm, bản ganh với con mới đúng nha. Mỗi lần anh về là hai con chú là bay ra là ba là hung hai đứa con, quên hung bả cái là cũng ganh á. Chỉ thương mà. À. Nếu mà là vợ mình đi về là phải hung, là hung ba cái đứa. Hung ba đứa chứ hung hai đứa thôi là đứa ganh tị. Có bao giờ á là thí dụ nè, mình đi đóng phim đi, hay là mình đi ca hát đi, quay MV á là có những cái đoạn mà mình bị đánh đi. Anh nhắc lắm đi, bị đánh đi kiểu vậy đó. Anh có quay cái MV với lại ca sĩ Thu Trang mà có quay cái đoạn mà anh bị tao đánh á, như chết luôn. Mà con anh á mỗi lần mà mở cái video MV ấy lên á là nó khóc như là cha chết mẹ chết, đánh là nó kêu tắt nó đánh. Nó không bao giờ mà nó cho mở cái video đó. Mà mình giải thích cho nó luôn á, ở đây là nó không bao bao quay MV cái này không, nhưng mà nó không chịu coi, nó không thích người ta đánh ba nó. Em cũng thương con lắm, nhưng mà mở phim em bị đánh lên là đứng vô tay. Rồi chị máu kìa, chơi máu vỗ tay. Tính ra là anh Thái diễn hay, diễn rất là xuất sắc cái đó, cho nên là con cứ tưởng thiệt. Còn anh diễn cái cảnh bị đánh chắc mặt hề lắm sao, con anh nó cười dữ lắm. Lúc mà là sanh xong anh, cái này nó hơi tế nhị xíu thôi nha. Cái chuyện mà là quan hệ vợ chồng rồi đó thì mình có cần thiết là phải kiêng cử đúng khoảng thời gian nào đó hay không, thì là anh có kinh nghiệm gì về cái vấn đề đó không? Anh thì anh kia tới 3-4 tháng rồi, sau sanh xong là anh kia mà ông thích. Với lại lúc đó mình có con rồi, con nó chơi lúc với đó con, tập trung về con đúng không? Lúc đó tập trung về con là mình thức đêm nữa không, với lại công việc mình lo cho con nhiều nên mình không nghĩ đến vợ mình lúc đó cũng nói chung là cũng mệt rồi mới sanh mà. Tự ti về bản thân mình nữa. Cũng tự ti bản thân nữa, cũng không cho mình gần nhiều. Hả? Vậy. Vậy anh hỏi em nè. Vậy lúc có bầu á thì sao? À là lúc có bầu là có kính. Không ạ. Thì đó. Em hỏi anh Thái là cái vụ sau khi sinh thì cái chuyện quan hệ nó như thế nào đúng không? Còn bây giờ mình đang ông với nhau mà thẳng thắn thôi. Riêng bản thân em đúng không? Trong cái quá trình mà là vợ em đang mang bầu á là phải tới tháng thứ mấy ta? Tháng thứ 5 tụi em mới đóng đinh cái.
À. Mà nó đóng xương xương thôi nha. Ờ, đóng xương xương cái. Rồi từ cái đó xong cái là tới lúc sanh luôn là không có đóng nhở chơi nhở luôn. Đúng rồi. Là xong, sanh xong là cũng như trường hợp của anh luôn. Nhưng mà là em còn khủng khiếp hơn. Em tới 8 tháng, 9 tháng lần anh. Trời ơi, vậy hả? Ừ, có công nhận là em chịu đựng giỏi thật. Sức chịu đựng nào cũng dữ dội đó. Ừ. Lúc mà vợ có bầu á, thực sự nhìn vợ có bầu thấy thương vợ mình hơn. Đúng không, công nhận không? Đúng. Dạ, đúng. Thương là sao? Thương là tại vì bà mang cái bụng là con của mình nè, rồi bà đi tới luôn là thương thương, nhìn thấy thương là thấy vô, nhìn thấy thương là vô. Vô tới gần tới ngày thanh á, tới tháng cuối của sanh luôn đó. Bởi vì lúc mà sanh con ra nó đứa đầu á, là chị hai mới nói hai thằng bay không có kiêng cử gì chứ, tới sanh con ra tới đầu nó dính tùm lum hết trơn. Ôi cái gì vậy, cái này là cái gì vậy? Lúc ở trong bụng á. Ủa thằng này là nào vậy? Có thằng đầu chọc cái quýnh con hoài luôn. Thực ra cái vấn đề này á, theo em biết nha anh Thái, nó cũng là khoa học đó. À. Là nãy hỏi trai là tại sao, tại vì theo như anh tìm hiểu nhưng mà giờ anh cũng quên mất rồi. Giai đoạn nào thì được quan hệ, ừ. Giai đoạn nào là không kiên cử. Không rồi anh làm suốt luôn à. Anh làm suốt luôn à? Anh năng suất anh cử được mấy tháng đầu rồi, tại anh đối chị đâu ở gần nhau đâu, cứ bay qua bên tháng này bên tháng kia đó. Anh xa, ở xa à. Sáp lại nữa rồi xúc thấy tướng đi anh thấy ghét rồi bập liền. Chị mới là đứa đầu đó đúng không, còn đứa sau thì anh có giữ cái thói quen đó không, là bập hoài sao, luôn không? Đứa sau không dám nhiều nữa, sợ con mình ra dính tiệm lum la nữa, mệt sợ dám. kiên cử chút à, kiên cử anh. Cái này là chúng ta là đây là gì, các ông bố nói gì mà thực sự đây là suy nghĩ thật và nó là kinh nghiệm thật. Cũng như tất cả những ông bố đang xem chương trình này thì đó là sự thật mà. Thật hết nha các bạn. Thật. Chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522-961-076 hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Anh lớn vợ anh tới 12 tuổi lận. Vợ anh á là trước khi lấy anh cũng là đi ca sĩ mà đi hát. Nhà có hai chị em gái, nhà cũng ba mẹ cũng cưng nên là vợ anh cũng ít có làm việc nhà nhiều. Mà khi lấy chồng á thì cũng còn nhỏ, nó mới có hai mấy tuổi thôi là lên xe hoa rồi. Về nhà làm dâu nhà 4 năm trời ở với mẹ anh. Mẹ anh cũng là một người bà đàn bà rất là giỏi. Ở với ba mẹ thì ba mẹ cũng chỉ dạy cho vợ anh rất là nhiều. Bây giờ 4 năm bước ra ngoài thì vợ anh mới giỏi được. Sau 4 năm là làm dâu thì cũng được. Đã được đào tạo một lớp học ra, khi mà ra ngoài thì ok hơn. Còn lúc mà sống chung với gia đình anh thì nghĩ lại gia đình anh nhiều. Anh với vợ anh chỉ có gây gỗ với nhau là cái gì, con cái ăn uống thôi à. Cái chuyện lo cho con ăn uống tất cả mọi thứ, tại mình đàn ông mình thấy sót. Yeah. Mình đi về mình thấy con mình nó như mấy đứa lớn này, nó đứa sau này nó chỉ có uống sữa thôi, nó ăn không, nó không ăn nhiều, nó không ăn nhiều mà tối ngày nó chỉ uống sữa thôi. Anh mới la nó sao mà uống sữa sao, em phải lo cho con ăn chứ sao. Mà bả lo cho nó ăn mà nó không ăn, nấu này nấu kia xong bả ăn không à. Nó không ăn. Thực sự luôn là hai vợ chồng mà ví dụ giận nhau một ngày là chịu không nổi. Vợ dạ, anh cũng phải kiếm chuyện làm quầy với anh à. Vợ anh tuyệt vời thật. Vậy thì anh có cái thói quen xấu nào mà là anh muốn thú nhận với vợ của mình hay không? Và anh sẽ thay đổi. Anh nhiều thói xấu lắm. Anh hồi xưa là vợ anh là... Đủ không anh? Đủ không? Dạ đủ này đủ. Thường á, chồng mà lớn hơn vợ nhiều như vậy á, là thường em thấy á nha, là mấy cô vợ này hay gì vậy cha, tự nhiên cái nhõng nhẽo với tôi cha. Không, vợ anh thì là thích lãng mạn lắm, mà anh là lãng xẹt nhiều. Nhưng mà bà làm vô cái gì mà lãng mạn đẹp đẽ là cái gì nó trái ngược hết. Ví dụ sinh nhật bà làm sinh nhật cho anh á, là bà không có làm ở nhà, mới ra khách sạn mới làm mướn cái phòng ở đó làm. Trời ơi, hoành tráng đèn đó, có hoa nè, có hoành đèn cái nọ ở về để hai chồng lãng mạn đi hát về ra ngồi tụ tập tới sáng mới về. Vậy là có lỗi đó anh đó. Mà mỗi lần mà bên này là ban đêm á thì bên kia là ban ngày, gọi suốt đêm vậy đó, khi nào ngủ thì thôi. Hai bé có ghen không, nói ghen không, không ghen. Trời, không ghen sao mà không vậy ghen đó, không ghen mà vậy. Nhiều khi ghen nhưng mà nhiều khi không dám nói thôi. Ý là ba mẹ anh, có ba mẹ anh ở nhà rồi, lo cho vợ con anh rồi, anh cứ lao đi hát xong mà chơi bời là nhiều. Thực sự luôn, là anh đi hát về là 11, 12 giờ là anh ngồi với lại mẹ anh em nghệ sĩ tới 4 giờ sáng mới về. Nhiều lúc về tới nhà là ra đi tập thể dục luôn. Đó, mấy năm đó anh đi chơi dữ lắm, anh đi chơi rồi anh đi... Có lỗi. Công việc nhiều, có lỗi ngủ đó chưa, đó chưa mới dậy. Nhiều lúc vợ chồng cũng ít cái kiểu mà nói chuyện lãng mạn với nhau, những cái chuyện mà vợ chồng
Nhưng mà vợ anh cam chịu. Anh bây giờ anh ngồi với nó thật sự, vợ anh cam chịu mà chấp nhận tới 4 năm trời, 5 năm trời để vậy như thế. Có đứa con đứa hai thì anh thay đổi, giống như thay đổi 180 độ. Anh giống như là vậy, bây giờ anh thay lại là hết luôn con người anh luôn. Nhưng mà bỏ ăn nhậu rồi tất cả, bây giờ anh còn ăn chay trường nữa mà. Bây giờ anh còn chay trường. Đứa con gái đây sau ra đời là anh giống như là mình chứng kiến được cảnh vợ mình nếu mà sinh tử. Từ lúc đó anh nguyện lòng anh bỏ hết. Anh chỉ lo công việc, ngoài công việc ra chỉ do gia đình thôi, không còn lo gì nữa. Rồi tật xấu của mình đàn ông lúc mình còn ham chơi nữa nhiều, nhưng mà 2 năm trở lại đây thì anh lại giống như người khác hoàn toàn. Dù biết á là cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng bên cạnh nhau, nhưng mà là đôi lúc chúng ta lại không tâm sự đủ nhiều để có thể hiểu thật rõ về nhau. Em nghĩ là bây giờ là em xin mời anh Thái theo dõi một đoạn video clip. Trong Vi lúc nào cũng có một cái cảm xúc mà Vi sinh con là với Su là cách đây là cũng là 6-7 năm rồi. Là lúc mà anh Thái dẫn Vi qua bên nước ngoài sanh thì là Vi mang bầu ở tháng thứ 6. Anh Thái được ở được mấy tháng, anh cứ hỏi Vi ơi sao khi nào em sanh vậy mà sao nó không chịu ra, mà đợi khi ba nó mới vừa đi qua Mỹ một cái là đã bụng tối hôm đó luôn. Anh chị hai mới đưa Vi vô emergency liền, cấp cứu liền. Khi mà sanh thì cứ khóc hoài. Trên đường mà đi từ nhà mà ra bệnh viện á là cứ khóc thôi. Anh vừa mới qua tới Mỹ rồi là gọi điện thoại tới là Vi nó sanh rồi. Anh nói trời ơi con em sanh rồi, em không nhìn được, buồn lắm. Sang hôm mấy hôm sau thì anh mới về. Còn đứa thứ hai, anh vô phòng sanh, anh nói nè, anh chưa bao giờ trong cuộc đời của anh mà anh thấy cái cảnh tượng ghê như vậy. Thấy mặt em méo mó mà cứ mà bấu, bị bấu bàn mà thì cái sắc mà Vi nghĩ bị bấu thì cũng gãy luôn. Thì khi mà Vi sanh đứa thứ hai là anh thay đổi. Trời ơi, Vi nói thiệt là nó thay đổi ngoạn mục, gọi là như là trắng đen rõ ràng luôn. Đứa đầu tiên là anh có thể là đi về khuya hay là đi chơi, thường là anh vắng ấy, ít khi ở nhà lắm. Cứ đi gì mà đi suốt ngày thôi, buồn lắm. Còn bây giờ thì khác, bây giờ là suốt ngày cứ ở nhà thôi, mà vắng mình ở đâu là gọi. Anh là một người rất là thương con, anh thương con hơn thương vợ luôn. Anh thương con anh nổi mà nửa đêm là thường anh sợ con anh đái tả. Bữa là con bé nhỏ giờ nó còn bận tả 2 tuổi rưỡi đó, nên anh sợ con anh ngủ không được, là giữa lúc nhỏ đang ngủ say mình nói anh làm gì vậy, anh quên thay tả. Ủa đã ai nhớ, anh sợ con ngủ bị bự tả, sợ nó đái nhiều quá. Đây là bé đầu tiên, bé Su được 3 ngày là anh đang bế nó đó. Đó bé Su đó được mấy ngày, trời ơi cái mặt giống mình đây. Đây lúc nào Vi cũng luôn giữ cái những cái khoảnh khắc như vậy hết. Còn đây là cái hình mà ảnh vừa mới ảnh về tới gà, ảnh gặp con là ảnh ôm con là nó mùa đông ở bên nước ngoài, mùa đông đó thì đâu mà như là cái bánh mì nhỏ xíu. Rất là vui mà tất cả ảnh vất vả lắm, tại vì ảnh thất hôm để mà tại vì cứ bay đi bay lại á thì là cái giờ giấc ảnh không có ngủ quá, con mắt sưng hết. Và Vi không muốn ảnh đi lúc nào hết á, cái Vi nói không mấy anh tưởng diễn được không, nói trời nhận sâu rồi, nói kỳ vậy. Cứ ngồi nói về cái cảm xúc đó là Vi lại không thể nào giấu được cảm xúc những cái nỗi buồn. Tại vì Vi lúc nào cũng muốn, Vi nói vất vả cỡ nào cũng được nhưng mà luôn phải có chồng mình kế bên mình. Vất vả cỡ nào cũng được nhưng mà luôn phải có chồng mình kế bên mình. Khi mà có đứa con đầu tiên đó thì là lúc mà về Việt Nam rồi, lúc đó thì anh Thái vẫn chưa được như bây giờ. Lúc đó thì giao cái mối quan hệ của anh rất là nhiều, khá nhiều, thì cái thời gian dành cho vợ con là không có nhiều. Thì những cái lúc mà mình con bị sốt, con bị nóng hay là con bệnh á thì anh lại đi hát rồi đi giao lưu với bạn bè. Vì con cũng muốn gọi cho anh, tại vì mình nghĩ là Vi sẽ lo được. Tại vì Vi biết là Vi gọi thì anh cũng không về được, thì mình gọi về thì sẽ làm mất cái thời gian của anh và anh sẽ lo lắng rất là nhiều, nên là mình sẽ không gọi. Nhưng mà đó là cái mình đã là mẹ sinh ra người phụ nữ là làm gì để mà lo cho con.
đấy là lỗi cho con chứ không phải là người đàn ông. Người đàn ông là cái người mà trụ cột gia đình. Vi cứ nghĩ vậy mà Vi nói thôi, để cho cái cuộc vui của anh vẫn còn và không có muốn là để cho anh phải suy nghĩ. Tại vì khi mà mình nói ra thì mình sợ anh sẽ lo lắng. Em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều để mà giúp cho em với anh được gần với nhau hơn nữa. Em chỉ luôn mong cho anh được nhiều sức khỏe để mà những cái dự án sắp tới của anh luôn thành công. Những cái sự thay đổi của anh em cảm nhận rất là nhiều. Những cái thay đổi của anh. Từ lúc mà sanh bé Si mà em thấy anh thay đổi quá nhiều. Em nghĩ là đó là một cái niềm vui lớn cho em và tiếp thêm cái sức mạnh cho em để mà gia đình của mình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Và hứa với em luôn lúc nào cũng như vậy nha. Anh thật sự anh coi cái video này anh rất là bất ngờ và xúc động. Nói chung là cũng kìm nãy giờ ông thôi là khóc rồi đó. Giờ cũng biết anh thay đổi như thế nào rồi. Bây giờ ngoài công việc ra thì vợ con là trên hết, gia đình nhỏ của mình là trên hết. Nên là anh hứa vợ là nó sẽ càng ngày càng tốt hơn, chứ không thể nào là đi xuống được. Gia đình mình sẽ được hạnh phúc, gia đình mình sẽ được những gì mà trước kia anh chưa làm được cho em, thì từ từ em sẽ được đón được những cái điều đó.